Công dụng cực quý của chuối xanh mà bạn chưa hề biết Những loại hoa quả chưa chín như xoài xanh, đu đủ xanh, chuối xanh thường được sử dụng để ăn chơi Những tưởng các loại quả này chỉ thêm nếm một chút gia vị cho món ăn Nhưng thực ra chúng rất tốt cho sức khỏe Video này sẽ đề cập đến công dụng tuyệt vời của chuối xanh, loại quả đặc trưng của miền nhiệt đới Ngừa tiểu đường chuối xanh có thể làm giảm khả năng hấp thụ gluco của tế bào và giảm nồng độ insulin trong cơ thể. Chuối xanh giàu vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong hơn 100 phản ứng enzyme của cơ thể, rất cần thiết cho sự hình thành hemoglobin, loại protein vận chuyển oxy hiệu quả, đồng thời hỗ trợ việc kiểm soát lượng đường trong máu. Phòng ung thư đại tràng, các nghiên cứu chỉ ra rằng chuối xanh có thể giảm nguy cơ ung thư đại tràng vì chúng giúp giữ cho đại tràng và hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách loại bỏ các độc tố ở thành ruột. Tốt cho xương, chuối xanh chứa nhiều vitamin, magie, canxi giúp xương khỏe hơn, ngăn ngừa đau khớp và các triệu chứng loãng xương, kiểm soát thay đổi tâm trạng. Các nhà nghiên cứu cho biết chuối xanh chứa axit amin tryptophan, chịu trách nhiệm cân bằng các hóa chất trong não. Nhờ đó giảm sự bấp bênh của tâm trạng. Giảm cân, hàm lượng chất xơ cao trong chuối xanh có khả năng làm sạch ruột, loại bỏ các tế bào chất béo không mong muốn và các tạp chất ra khỏi cơ thể. Vì vậy, ăn chuối xanh hàng ngày sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Ngoài ra chuối xanh cũng tạo cảm giác no lâu, sau khi ăn bạn sẽ không bị đói, ngăn ngừa tăng cân và các rối loạn khác. Cải thiện tiêu hóa, chuối xanh rất giàu hàm lượng chất xơ và tinh bột Chúng có thể dễ dàng đi qua và làm sạch đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Chuối xanh giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa vì chúng kích thích lợi khuẩn probiotic tăng trưởng, làm thông đường ruột và ngăn chặn các chứng bệnh liên quan. Chữa bệnh tiêu chảy, trong bột chuối xanh có chứa rất nhiều tannin có tác dụng làm khô phân Đồng thời, nó cũng chứa muối để có thể bù đắp lượng muối của cơ thể bị mất trong quá trình bệnh tiêu chảy diễn ra. Tốt cho tim mạch, chuối xanh rất giàu kali, một loại khoáng chất giúp duy trì và ổn định huyết áp, cải thiện chức năng thận, loại trừ nguyên nhân dẫn tới bệnh đau tim và đột quỵ. Nguyên liệu, chuối tiêu xanh, non, bạn nên đảm bảo chất nhầy vẫn còn phía trong, mật ong, nên sử dụng mật ong nguyên chất, chưa pha đường. Cách làm, chuối tiêu sau khi tước bỏ vào ngoài thì đem ngâm vào nước cho bớt nhựa và chát. Bạn thái chuối thành lát mỏng, phơi khô và nghiền thành bột. Trộn bột chuối với mật ong, vo thành viên tròn nhỏ, cất nơi khô thoáng để dùng dần. Hoặc bạn có thể sử dụng bột chuối này pha với mật ong, nước ấm và uống hàng ngày.